Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về cách cắt tỉa bớt ngọn phụ nhánh phụ của cây su su. Và sau đó thì xin khoe với các bạn cái vườn ươm cây giống nho nhỏ xinh xinh của mình ở trong nhà trước khi đưa cây ra ngoài vườn trồng. Hiện nay chỗ mình mới là đầu tháng 4, như vậy còn khoảng một tháng nữa mình mới có thể đưa cây giống ra ngoài vườn trồng được. Như vậy cái công việc mà chăm sóc cho cây như thế nào để cây phát triển mạnh khỏe, mập mạp trước khi ra vườn cũng rất là quan trọng. Hiện nay cây su su giống của mình, cái ngọn cao nhất đã dài được 70 cm, ngọn thấp hơn đã được khoảng 50 cm. Mỗi năm thì sau khi trồng ra ngoài vườn khoảng 2 tuần, 3 tuần mình mới bắt đầu cắt tỉa. Nhưng mà năm nay thì mình sẽ cắt tỉa sớm hơn, bởi vì mình thấy có rất nhiều những cái ngọn phụ. Nếu mà để cho cả tháng nữa mới, hoặc là hơn một tháng nữa mình mới cắt tỉa thì nó sẽ ảnh hưởng dinh dưỡng đến những cái ngọn còn lại. Những cái ngọn không cần thiết thì mình sẽ hôm nay cho mình ngắt bỏ luôn. Xin chia sẻ với các bạn. Như mình đã chia sẻ với các bạn trong những cái video trước là mỗi một quả su su giống chỉ cần để từ 1 đến 2 ngọn chính trong giai đoạn từ dưới đất lên đến mặt giàn mà thôi. Như vậy thì tất cả những cái chậu su su giống nào mà cho ta nhiều hơn số ngọn là 2, chúng ta nên ngắt bỏ. Ngoài ra thì trên những ngọn chính đó nếu có nhánh phụ cũng ngắt bỏ hết. Để đảm bảo làm sao mỗi một quả su su giống chỉ cho ta đúng một hoặc hai ngọn chính tính từ mặt đất cho lên đến giàn thôi. Bây giờ mời các bạn quan sát cái chậu su su thứ nhất của mình. Ở đây các bạn thấy nó có tới là 3 ngọn nha. Ngọn thứ nhất, ngọn thứ hai, và đây là ngọn thứ ba. Và hai cái ngọn kia thì đã leo rất là cao và rất là khỏe rồi. Ngọn cao nhất là được 70 cm rồi. Vậy thì đương nhiên là cái ngọn nhỏ nhất là mình sẽ phải xử lý nó bằng cách ngắt bỏ càng sớm càng tốt. Ngắt sau cũng được các bạn. Thì ngắt sớm thì cây nó không bị tập cái mất dinh dưỡng để nuôi cái mầm này. Cái mầm này nó cũng khá mập, nhưng mà hai cái mầm kia nó còn mập hơn và đẹp hơn. Như lên tóm lại là cái ngọn nào mà bé nhất xấu nhất là mình cắt bỏ. Cắt bỏ thì các bạn có thể dùng dao hoặc dùng kéo thì tùy. Đấy, như đây là mình dùng kéo mình ngắt được đây, cái ngọn này là mình ngắt bỏ này. Tuy nhiên trên những cái ngọn chính đó thì nó vẫn có thể ra những nhánh phụ. Nếu nó mới nhú thì mình cũng ngắt bỏ luôn. Ví dụ đây các bạn này, đây là một cái nhánh phụ nó chuẩn bị nó mọc dài ra nữa. Thì mình ngắt bỏ ngay từ lúc nó còn mầm là tốt nhất. Cái này nó nhỏ, mình lấy tay mình vặt nó đi một cái là được. Đấy, các bạn cứ theo cái dây đó và các bạn nhìn lên. Nếu như mà nó mọc thành một cái ngọn là cái ngọn đó chúng ta ngắt. Chỉ để đúng hai ngọn chính thôi. Đây các bạn nhìn cái ngọn nó lên đây, nó mập như thế này. Đấy, ngọn này rất là đẹp. Chậu thứ nhất này vẫn còn một cái mầm nữa các bạn. Đây này, mầm này là mầm thứ tư nha các bạn. Mầm thứ tư này thì cũng phải ngắt bỏ thôi. Mình sẽ lấy cái kéo mình ngắt. Đây là cái ngọn thứ tư của cây chậu này. Như vậy là nguyên một chậu là có 4 mầm, là mình ngắt bỏ 2 mầm nhỏ, 2 mầm lên sau. Đấy. Như vậy là mình xong cái chậu thứ nhất. Mời các bạn quan sát sang cái chậu thứ hai của mình. Cây chậu thứ hai của mình đây. Đây, cây nó leo lên đến đây rồi. Đấy. Thì nó cũng có 2 ngọn chính, nhưng có một cái ngọn thứ ba là ngọn này các bạn. Đấy, ngọn này chuẩn bị lên ngọn thứ ba, ngắt bỏ luôn ngay từ đầu, khỏi mất chất dinh dưỡng. Đấy, dùng tay ngắt cũng được hoặc là lấy kéo ngắt. Thế là mình xong. Bây giờ nhìn ngược lên trên những cái ngọn của nó thì các bạn thấy sao? Này, ngọn nó mập thế này đây. Đây, rất là ok rồi.
Bây giờ sang cái chậu su su thứ ba, cũng là chậu cuối cùng. Hôm nay mình trồng ba quả giống ấy các bạn. Đấy. Thì ở đây dưới gốc này hai ngọn chính thôi. Tuy nhiên nó bắt đầu phát sinh những cái mầm nhỏ nhỏ ở dưới này, này. Đấy, các bạn có nhìn thấy không? Bắt đầu mọc những cái nhánh phụ đây này. Là mình cũng xử lý ngay từ bây giờ này. Đấy, mình lấy tay mình bẻ nó đi luôn, không cần kéo nha. Đấy. Bỏ cái ngọn này đi luôn này. Mấy cái mầm nhỏ nhỏ khác vặt hết. Bên này cũng thế này. Bé bé này vặt hết này. Trên này cái mắt này các bạn có thấy không? Cái mắt này. Cái mầm này. Bẻ luôn. Hoặc mình lấy kéo mình cắt. Nè, chỗ này. Đó. Rồi cái mầm này nha các bạn. Chỗ này này, mình lấy kéo mình ngắt luôn. Đây. Là cái ngọn phụ nó mọc ra từ cái ngọn chính. Đấy là mình cũng bỏ. Hoặc ở cái ngọn chính bên này, các bạn thấy này, cũng mọc nhánh phụ đây này. Đấy, thì cái nhánh phụ này mình cũng lấy tay mình vẽ nó đi này, mình nhặt nó, bẻ nó đi này. Đây, bỏ. Ngọn chính này là mình đã cắt hết nhánh phụ. Sang cái ngọn chính phía bên này. Sang cái ngọn chính bên này này, những cái nhánh phụ này mình cũng vặt nó đi nhé các bạn. Đấy, lấy tay bẻ nó đi một cái là được. Đi ngược lên trên này thì không còn nhánh phụ nữa là ok rồi. Đấy, như vậy là lớn bé già trẻ này hôm nay mình cũng ngắt đi được đến gần chục cái nhánh phụ ấy. Gần chục cái nhánh phụ. Mình ngắt sớm thế này thì càng tốt nha các bạn. Còn nếu không, các bạn không ngắt sớm thì cũng không sao. Rồi các bạn ra vườn khoảng 1-2 tuần các bạn ngắt cũng được. Mình ngắt sớm được thì nó sẽ tốt hơn nha. Đấy. Và bây giờ thì xin khoe với các bạn cái vườn ươm cây giống hay chính là cái nhà kính của mình. Mình để cây mùa đông trong nhà cũng như là để ươm cây giống. Đây các bạn nhìn trên cao nha. Cao nhất là mình để những cái chậu quỳnh để cho nó có nhiều ánh sáng nhất này. Tiếp theo là một cái dàn cây phía bên phải là mình để những cây giống mà mình ươm, đó là cà pháo, cà chua này. Xuống tầng dưới nữa là mình có bí bầu mướp này. Cả một cái khay đang ươm kia nữa là 3-4 loại cây giống nữa này. Thấp xuống nữa là rau mùi này, là hành này. Và đến hàng cuối cùng của mình, cái tầng cuối cùng của mình chính là cái dọc mùng hay còn gọi là bạc hà nhé các bạn. Sang phía bên tay trái đó là những cái cây su su giống của mình. Tiếp theo là những cái chậu ươm bí ngô này. Bên cạnh đó là nó có cả hạt cà tím này. Rồi đây là một cái chậu húng. Bên trong kia đó là chậu cải can. Cải can hay còn gọi là cải kêu. Lên tầng trên này mình có rau má này. Chậu rau má giống mình đang ươm tách được rất nhiều phía trong kia nữa này. Còn đây là chậu ngò gai hay còn gọi là mùi tàu. Lên tầng trên nữa thì đó là mồng tơi giống này, một loại cà pháo khác này. Rồi bên cạnh đó là chậu rau răm này. Tầng trên cùng mình đang ươm cây trong cái chậu còn trong suốt kia các bạn. Đó chính là rau xà lách này. Còn cái hộp trong suốt phía bên trong kia là rau muống này. Tóm lại sơ sơ hiện nay thì mình đang ươm được cỡ khoảng 15 loại cây rau giống để chuẩn bị cho ra vườn. Có những cây thì mình có thể ươm trực tiếp ngoài vườn, ví dụ rau cải chẳng hạn, vì nó chịu lạnh tốt. Thế còn những cái cây mà chịu lạnh kém mà lại muốn được thu hoạch lâu dài thì thường mình phải ươm ở trong nhà trước. Bầu bí mướp su su là phải ươm cả mấy tháng ở trong nhà ấy các bạn. Hiện nay là
bầu mướp là mình còn chưa tách cây. Rồi mồng tơi mình cũng chưa tách cây, chứ nếu tách cây thì nó chiếm rất là nhiều diện tích nữa ấy các bạn. Đây, dọc đường giống này. Đây rau mùi này, hành này, rau má giống này, bí này. Đây là cái khay mình ươm, mình chưa mở nắp hộp các bạn thấy không? Là hơi nước nó đọng rất là nhiều. Mình chờ cho cây nó khỏe lên rồi nó nảy mầm hết, mình bắt đầu mở hé dần cái nắp hộp này ra. Trong này mình ươm rau đay nhé các bạn. Rau đay này, rồi húng quế, rồi tía tô. Bạn nhìn cây bí của mình có đẹp không? Bí, bầu mướp vân vân, rất là đẹp. Còn này, hiện nay cà chua có giống của mình đây các bạn nhìn. Cà chua giống đẹp tuyệt vời luôn. Mình cho lên tầng cao nhất để cho nó có nhiều ánh sáng nhất đấy. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của mình. Xin chào và tạm biệt các bạn nha.